Như vậy đối với lại bài tập này chúng ta sử dụng tab stop. Vậy thì trước khi chúng ta học tab stop chúng ta sẽ quan tâm đến tab. Tab cái đã. Như vậy giả sử bây giờ bạn sẽ gõ vô đây là danh sách lớp. Rồi mình có số thứ tự, tab đến họ tên. Rồi mình tab đến nữa mã số sinh viên. Rồi tab đến nữa là địa chỉ, ví dụ như vậy. Bây giờ enter xuống dưới số thứ tự 01 họ tên. Phải, nếu như mà các bạn không, các bạn nhìn thấy trên giấy như thế này, ví dụ như là Nguyễn Văn A, mã số sinh viên là BS001 rồi 002, ví dụ thế. Địa chỉ 123 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Trung, quận Thủ Đức. Tại sao thầy phải gõ dài? Rồi, thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như thế. Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta có số thứ tự đến họ tên thì nó dài mà nó không cần thiết, bởi vì số thứ tự là nó ít thôi, thì chúng ta xóa bớt cái phần này lại đó, nó lùi nguyên cả cái đoạn này lại luôn, xóa. Thấy không, lúc nãy là test của chúng ta nó ở rất là xa ngay từ đây, nhưng mà chúng ta chỉ nhấn một phím delete thôi là nó quay trở lại. Lý do là khi các bạn bật cái nút này lên, các bạn sẽ thấy đây chúng ta xài tab. Như vậy các bạn tab đến thì nó sẽ có một cái khoảng cách từ đây đến đây là khoảng cách người ta định nghĩa trước. Như vậy trong phần này người ta đang nói về tab, thì chúng ta có thể vào cái bảng ở đây nè, và chúng ta click chuột ở phía dưới này đó, thì nó có cái phần like and paste recent, thì phía dưới này nó có tab. Như vậy chúng ta xem thử tab là nó có kích thước là bao nhiêu. Đây 1,27, tức là khoảng cách từ đây đến đây là 1,27 cm. Đó là mặc định của Word, người ta để như thế. Nếu như bạn không thích, bạn có thể thiết lập lại cái default này, mà thực ra thì chúng ta cũng chẳng quan tâm đến cái default này làm cái gì, bởi vì nếu mà chúng ta tab mà nó phù hợp với lại cái nhu cầu của chúng ta thì chúng ta để cái tab luôn, còn nếu nó không phù hợp thì chúng ta chuyển qua sử dụng tab stop, được chưa? Cho nên chúng ta cũng chẳng cần quan tâm đến cái tab này nhiều lắm đó. Như vậy tab thì chúng ta sẽ xóa bớt đây một cái tab, đây một cái. Rồi tên thì chắc chắn khi mà các bạn xóa ở đây nè thì cái chữ mã số sinh viên là ok, nhưng cái mã số sinh viên của cái người Nguyễn Văn A này nó sẽ sát ở đây luôn. Như vậy đúng ra nó sẽ nhích ra tí xíu là được, còn ở đây mình tab ra là nó ra rất là dài, cho nên chỗ này nó sẽ phát sinh ra cái nhu cầu là chúng ta sẽ sử dụng tab stop để chúng ta muốn đặt ở đâu thì chúng ta cho nó dừng ở đấy theo ý của chúng ta. Và hiện nay thì đối với lại cái mà các bạn đang nhìn thấy đó, thì các bạn chỉ có là canh được cái thôi, còn chỉ có canh cái thôi, còn những cái mà canh khác, ví dụ như là canh phải rồi canh giữa vân vân, thì các bạn chưa làm được ở đây. Đấy các bạn, ví dụ như bây giờ mã số sinh viên thầy tab thêm cái này ra, thì chỗ này là chỉ là canh trái thôi nè, toàn là canh trái hết. Nhưng mà trong bài của mình nó có những cái mà chúng ta cần canh, cái này là canh trái nè, tất cả bên trái bằng nhau nè. Cái này là canh gì? Giữa ha, cái họp bộ canh giữa. Còn 15, 34, 23 này là canh gì? Canh phải. Cho nên nếu như đối với trường hợp cụ thể như thế này mà chúng ta không dùng tab stop thì chúng ta không làm được. Và cái thứ hai là cái dấu chấm chấm. Cái dấu chấm chấm này thì thực ra chúng ta không gõ nhé. Có một số bạn đó thì khi làm
các bạn gõ ... này ra. Nhưng đối với lại word mà các bạn gõ ... á, có thể là ở trên này nó và ở dưới này nó sẽ không bằng nhau. Ở sát đây nè, hai cái này nó không bằng nhau. Nếu mình dùng tab thì nó sẽ dừng ở một vị trí chính xác. Còn nếu mà mình dùng phím spacebar hoặc là dấu ... để chúng ta chấm ra đó thì nó không bằng, chắc chắn là không bằng. Nó cũng lệch nhau tí xíu. Đấy, cho nên là với những cái công việc bình thường không cần phải canh kỹ và cũng không cần dấu ... luôn, và cũng không có là canh trái, canh giữa, canh phải có trong cùng một dòng, thì chúng ta dùng tab là được rồi. Đơn giản cho nó nhanh. Còn nếu trong trường hợp cụ thể như thế này thì bắt buộc chúng ta phải dùng tab stop. Và chúng ta sẽ sử dụng cái đoạn test này qua copy được không? Ok, không cho copy, khóa copy rồi. Chúng ta sẽ sử dụng ở đây là công ty dịch vụ tin học FPT Shop. Công ty dịch vụ tin học FPT Shop. Ok, rồi, xuống. Và cái chữ công ty này các bạn thấy là người ta đang format kiểu gì đây? Canh giữa, rồi gì nữa? À, đậm lên canh giữa và tô màu từ đầu cho đến cuối thì nó là thuộc diện tô màu gì? À, paragraph ha. Thuộc diện tô màu paragraph thì các bạn chọn color ở đây. Nếu như các bạn chỉ chọn như vậy thôi, đơn giản. Bởi vì mặc định của Word là nó cho chúng ta tô màu là chọn paragraph, cho nên không cần chọn vô bên trong cho nó lâu. Mặc định nó như thế. Nếu như cần thì các bạn chọn vô đây, chọn format, chọn shading, paragraph. Được chưa? Nếu như chúng ta muốn tùy chỉnh. Còn bình thường thì bản thân nó là paragraph rồi, chúng ta không cần chỉnh được gì nữa hết. Báo cáo tồn kho tháng 9 2015. Ctrl E tiếp. Báo cáo tồn kho tháng 9 xuyệt 2015. Rồi, màu. Bây giờ đến số thứ tự, tên hàng, đơn vị tính, số lượng. Bây giờ các bạn quay trở về canh trái dùm cho thầy nè. Canh trái ngay từ đầu nhé. Ctrl L để là trái. Đây là left nè. Ctrl R là phải. Và giữa là center. Nó là Ctrl A, center mà nó là Ctrl E. Lý do là Ctrl C là gì rồi? Copy, cho nên nó trùng rồi thì nó sẽ để là Ctrl E. Chú ý giùm cho thầy. Và cái mà canh hai bên là Ctrl G. Chú ý chỗ này. Nếu như các bạn soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt thì các bạn canh Ctrl G cho thầy. Bởi vì cái chuẩn Việt Nam người ta chuộng Ctrl G, tức là canh đều hai bên. Còn với bạn soạn thảo tiếng Anh thì không nên dùng Ctrl G, mà nó chỉ có Ctrl left, nó canh left thôi. Ở bên trái mà chữ thuộc ra thuộc vô là ok. Nếu như một chữ nào đó mà nó dài quá mà nó nhảy xuống dưới hết luôn thì trong văn bản tiếng Anh người ta làm gì? Ngắt một vài ký tự đưa xuống dưới. Còn phía trên thì sao? Thêm cái dấu trừ ở phía sau. Đọc văn bản tiếng Anh có thấy chưa? Chú ý giùm thầy mấy văn bản tiếng Anh ha. Khi mà nó dài quá, nếu như mà mình canh trái đó thì nó nhảy nguyên cái từ đó xuống dưới luôn ha. Đó, thì người ta không muốn vậy. Người ta muốn là cho Word nó tự động, chứ không phải tự mình làm đâu. Word nó tự động, nó ngắt cái từ mà dài quá đó, ngắt một ít xuống dưới. Ở trên nó còn lại 2-3 ký tự gì đó thì nó thêm cái dấu trừ phía trước là mình biết là cái từ đó nối với cái lại cái đoạn dưới thành một một từ. Được chưa? Đó. Như vậy đó là văn bản tiếng Anh và tiếng Việt. Thì để thiết lập cái tab stop này chúng ta sẽ có là đầu tiên là tab gì?
Số thứ tự này là táp. Táp gì đây? Số thứ tự là táp trái. Tên hàng là táp trái. Đơn vị tính là táp giữa. Và số lượng là táp phải. Trái, trái, giữa, phải. Như vậy thì để thiết lập được táp stop thì cái đầu tiên này, số thứ tự, có thể các bạn không cần táp stop, bởi vì bản thân nó canh trái rồi. Còn nếu như muốn thì mình đặt thôi, không có vấn đề gì hết. Rồi, và cái nữa là mình nên không đặt mà mình kéo cái left indent vô. Đây là số thứ tự, được chưa? Rồi đến tên hàng. Tên hàng thì mình canh trái, thì các bạn nhìn trên góc trên này cho thầy nè. Các bạn thấy có cái biểu tượng nè. Mình đưa vô đây thì nó để là left tab. Mình click chuột một cái thì nó là center tab, canh giữa. Click chuột cái nữa thì nó là right tab, tức là canh phải. Click chuột cái nữa thì nó là decimal. Decimal này là cái gì? Là liên quan đến số thập phân. Và mình click cái nữa là nó để là ba, là một cái thanh thôi. Đó. First line. Rồi cái hand in. Rồi quay trở lại left. Như vậy thì ở đây mình chọn, nhưng mà mình chưa có thiết lập trong cái cây thước thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Các bạn phải đưa con trỏ vô cây thước nè. Các bạn click chuột một cái. Được chưa? Khi bạn click chuột ở đây thì cái tab này nó sẽ nằm ở một cái vị trí tương đối mà các bạn thấy hợp lý thôi. Còn nó nằm thực sự ở giá trị bao nhiêu thì hiện nay chúng ta chưa biết. Có thể nó sẽ là 3,75. Có thể như thế. Nhưng mà thực ra chúng ta cũng chẳng cần quan tâm. Được chưa? Và các bạn nhấn phím tab tên. Các bạn gõ ở đây là gì? Tên hàng. Tên hàng. Nhưng chúng ta có thấy được cái dấu chấm chấm không? À, hiện nay là không. Bây giờ chúng ta làm tiếp cái đã. Đơn vị tính là canh giữa. Như vậy chúng ta sẽ chuyển cái này thành canh giữa và chúng ta đặt ở đây. Táp đến. Đơn vị tính. Và cái cuối cùng là táp phải. Chúng ta chọn nó là táp phải và chúng ta đặt ở đây. Táp đến. Số lượng, phải không? Số lượng. Rồi. Và bây giờ nếu như các bạn thấy là các cái vị trí này nó không phù hợp thì các bạn có thể click chuột ngay cái tab và các bạn di chuyển nó đi. Đó, click chuột ngay tab là di chuyển ha. Nếu như các bạn click chuột và các bạn kéo xuống luôn, mất, tức là cái tab nó biến mất, giống như mình delete cái tab đó đi rồi đấy. Đấy. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là thiết lập cái chấm chấm cho nó. Vậy thì bạn có thể double click vô bất kỳ một cái vị trí tab nào. Double click. Các bạn sẽ thấy là có 3 vị trí tab mà chúng ta thiết lập. Đây, 1, 2, 3. Thấy không? Rồi, vị trí tab đầu tiên là 3.75. Và các bạn thấy ở dưới này nó để là alignment là canh left. Đúng. Và leader không, tức là không có kẻ gì hết. Bây giờ mình set số mấy? Số 2 để cho nó chấm chấm. Nếu như bạn nào muốn có dấu dạng dấu trừ á thì bạn chọn số 3. Còn gạch dưới luôn á là chọn số 4. Ví dụ như là bạn làm cái form khai sơ yếu lý lịch chẳng hạn thì bạn chọn số 4 để cho nó kẻ đường cho mình. Rồi mình chọn số 2, set nha. Ok. Như vậy mình mới chỉ set cái 3.75 thôi. Còn 8.25 thì chưa. Cho nên mình chọn 8.25 và chọn số 2, chọn set. Và 13.25 chọn số 2, chọn set. 13.25 là táp phải nè. Như vậy ở trong này, nếu như mà ở ngoài framework mà mình đặt không đúng thì mình vô trong cái bảng này mình chọn lại cũng được luôn. Ok. Như vậy các bạn thấy nó xuất hiện cái chấm chấm cho mình. Và cái này người ta đang chọn là màu xanh.
thì các bạn sẽ chọn màu xanh. Enter xuống. Bình thường, ví dụ như ở trên này, cái đoạn này nè, mình chưa thiết lập tab thì trên này nó không có gì hết. Bạn enter xuống thì dòng tiếp theo nó cũng không có gì. Chú ý ha. Nhưng đối với lại cái dòng này, chúng ta đã thiết lập ba cái tab rồi, thì khi các bạn enter xuống, nó sẽ sử dụng cái tab của dòng trên luôn, tức là nó lấy đúng định dạng luôn, kể cả cái led indent, kể cả cái màu của chữ, tất cả mọi thứ dòng trên như thế nào thì bạn enter xuống là nó áp cho dòng dưới như thế. Và đối với dòng dưới này, các bạn chọn lại chữ là automatic để cho nó là chữ đen. Một CPU cái 15. Một, rồi mình nhấn phím tab. CPU cái 15. Ok. Được chưa? Giả sử bây giờ thầy thêm một cái nữa đi, bởi vì cái này thì các bạn tự làm. Những con số từ 2, 3, 4, 5 các bạn tự gõ vào. Bây giờ giả sử ở chỗ này thầy thêm một cái nữa, không phải là số lượng mà thầy thêm một cái nữa là đơn giá. Đơn giá. Vậy thì lúc này cái số lượng có phải là nó hơi gần của đơn giá đúng không? Chúng ta lùi cả hai, chọn cả hai nha. Nếu các bạn có nhiều dòng thì các bạn chọn nhiều dòng, lùi cái số lượng này vô tí xíu. Rồi đơn giá, chỗ này thầy chưa có đặt tab stop nè, chưa có đặt nè. Thì thường đơn giá thì nó sẽ có số lẻ, ví dụ như là 10 đô hoặc là 10.5 đô hoặc là 7.25 đô chẳng hạn, đúng không? Đó là đơn giá nó có lẻ. Vậy thì chúng ta sẽ thiết lập cái đơn giá là tab decimal. Nó giống cái tab giữa vậy đó, nhưng mà nó có cái dấu chấm nữa. Các bạn thiết lập ở đây giùm thầy. Thiết lập ở đây. Rồi. Ok. Bây giờ cái decimal này thầy cũng cho nó set later là 2. Rồi, có dấu chấm chấm rồi. Vấn đề ở chỗ là cái dòng tiêu đề của chúng ta là có thêm cái đơn giá và có thêm cái tab này, nhưng khi chúng ta xuống đây thì nó lại không có. Làm sao? Không lẽ là chúng ta phải đặt tab đây một lần nữa, rồi lại vô đây set một lần nữa, mất công quá vậy. Mình làm sao? Hôm trước mình làm cái gì đó, copy định dạng đó, nhớ không? À, mình sẽ ở dòng trên, mình Ctrl Shift C, hoặc là các bạn click chuột vô cái chổi này và các bạn đưa xuống dòng dưới, click chuột cho thầy một cái, tự động nó xuất hiện cái tab mới nè, thấy không? Và bây giờ nhiệm vụ của mình chỉ cần tab ra, ví dụ đơn giá của CPU là 46.75, máy của thầy là .75. Ok, mình thử thêm một cái nữa, số 2 RAM, ví dụ thế. Thanh RAM số lượng là 12, đơn giá là 24.568, ví dụ như thế. Vậy thì các bạn thấy là nó đang canh cái gì đây? À, cũng chẳng canh trái mà cũng chẳng canh phải đâu. Ví dụ một cái nữa, ví dụ cái CPU cho nó mắc lên tí xíu, nó không phải là 56 mà nó là 156 đi. Đấy, được chưa? Các bạn thấy là nó canh, là nó canh theo cái dấu này nè, đó là decimal, đó là tab decimal. Nếu như mấy các bạn mà thiết lập dấu chấm thì các bạn gõ chỗ này dấu chấm nó mới đúng nha. Đó, như vậy thì tab stop chúng ta đã nói xong đối với lại cái bài này. Tương tự như vậy, đối với lại công ty du lịch lữ hành Happily Travel và cái chữ trân trọng thông báo cùng quý khách, thì chỗ này thay vì là các bạn làm gì? Tô màu, thì bây giờ các bạn kẻ khung. Thì thay vì chọn shade in thì chúng ta chọn border. Và các bạn cũng chọn border là paragraph. Được chưa? Rồi, từ đây chỗ này, từ đến tiếng số chuyến bay
Thì giả sử bây giờ thầy không gõ lại mà thầy dùng luôn cái đoạn này, thầy kẻ khung cho nó, kẻ trên, kẻ dưới. Được chưa? Như vậy thì các bạn chọn vô đây border, các bạn chọn custom cho thầy, kẻ trên, kẻ dưới, ok, và chọn là paragraph. Đó, nó tính từ đầu cho đến cuối. Được chưa? Như vậy là mình đã làm xong cái phần bài tập 3.1. Được chưa nào? Như vậy bây giờ các bạn sẽ làm cho thầy bài tập 3.1 trước để thầy xem kiểu như thế nào. Rồi chúng ta làm tiếp.